Vụ tỉnh thất bồng lai, vì sao công an truy tìm cô gái bí ẩn Diễm My? Ngày 17 tháng 5, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo công an tỉnh Long An một lần nữa khẳng định những tin đồn trên mạng xã hội về Võ Thị Diễm My đều chưa chính xác. Ngoài địa chỉ thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thị Diễm My từng ở tại 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, còn gọi là tỉnh thất bồng lai hay thiền am bên bờ vũ trụ. Qua nhiều lần khám xét tỉnh thất bồng lai, cơ quan chức năng không thấy có dấu hiệu của mật thất ở đây. Từ khi nhận được đơn của gia đình Diễm My về việc cô gái mất tích, công an tỉnh Long An đã phối hợp với lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành để tìm kiếm nhưng chưa có thông tin. Những tin đồn cho rằng đã tìm thấy Diễm My ở tỉnh thất bồng lai hay Bà Rịa Vũng Tàu đều là thông tin chưa đúng. Hiện việc tìm kiếm Diễm My vẫn đang được triển khai. Giải thích về lý do vì sao truy tìm Diễm My, đại diện công an tỉnh Long An cho hay, công an tỉnh tiếp tục nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài. Gia đình Diễm My cũng đã tố cáo nhóm người ở tỉnh thất bồng lai có hành vi lạm dụng, xâm hại cô gái. Do đó, cơ quan điều tra ra thông báo để truy tìm làm rõ vụ việc. Chia sẻ với báo chí, gia đình Diễm My cho biết khoảng tháng 9 năm 2019, Diễm My quen một số người ở tỉnh thất bồng lai qua mạng xã hội và chuyển đến đây sinh sống, tu thành. Sự việc được gia đình trình báo cho chính quyền địa phương nhưng không ai tìm thấy Diễm My ở tỉnh thất bồng lai thời điểm đó. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, gia đình Diễm My một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở tỉnh thất bồng lai nhưng cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy. Ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My, đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân yêu cầu được gặp con gái nhưng bị cự tuyệt. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, khi biết con gái đang ở tỉnh thất bồng lai, ông Thắng đến gặp Diễm My để khuyên con quay về nhưng không được. Ông Lê Tùng Vân cũng chỉ hứa cho gặp Diễm My, không cho đưa về nhà. Thời gian qua, không chỉ cơ quan chức năng mà cộng đồng mạng xã hội cũng quan tâm tìm kiếm Diễm My, nhưng đến giờ vẫn không có tung tích. Nhiều người cho rằng việc Diễm My mất tích có quá nhiều bí ẩn, khó hiểu và rất lo lắng cho cô gái này.